Hello cả nhà nha. Hôm nay theo nhu cầu của nhiều anh em thì hôm nay em lên cho cả nhà một ít đồng hồ tăng. Riêng đồng hồ tăng nếu cả nhà biết chơi thì dòng này nó thiên giờ cho anh em nào thích sự đơn giản, lịch sự và sang trọng. Thì dòng này không riêng về cho anh, dòng này dùng được cho cả nam và nữ nha. Nó sẽ là đồng hồ nhỏ. Nên anh em này tay tròn thì đeo rất đẹp, tròn mà nhỏ nhắn thì đeo mấy cái dí này rất là đẹp luôn, lịch sự luôn, phong cách này rất là lịch sự. Toàn bộ đây là bữa nay thì em không có cơ như cái nhà, nên cái nhà nhiều lúc hỏi xong rồi cơ em là bữa nay toàn là pin không như nhà, không có máng cơ như cái nhà. Bữa nay là không có cơ, không có đồng hồ cơ, là pin thôi. Đa số là của Nhật, Seiko, Citizen, với đồng hồ của Nhật thì có một chiếc là của Thụy Sĩ thôi, còn đâu là của Nhật như cái nhà. Những chiếc này được bọc được mạ vàng và bọc vàng thiệt như cái này. Dòng hồ tăng xưa chứ hiện tại giờ đồng hồ mới cũng không có nhiều đâu, đồng hồ vàng to. Đồng hồ xưa thì cái chất vàng rất là đẹp cái nhà, rất là đẹp luôn. Tất cả đẹp, chỉ có một chiếc này nè là bắt đầu em chuẩn bị lên cho cái nhà. Thì nó hơi bị vàng hơi bị sủi một xíu. Ngày đầu tiên em sẽ lên chiếc sáu, không phải sáu mà nó cũng đẹp cả nhà. Đó là một chiếc tăng em lên luôn nha cả nhà. Đó là một chiếc tăng La Mã nha. La Mã thì nhiều anh em săn đón, bây giờ hàng cũng không có đâu. La Mã những liên quan đến CGN, Seiko thì cũng rất là mắc. Thì đây có một chiếc tăng La Mã nha, của Nhật thôi. Dây khó thì của nó hết nè. Tăng La Mã, tăng thì dòng những dòng mà anh em tay bé thích những dòng này nha. To thì nó sẽ là thiên về thời trang, còn mấy dòng xưa cũ thì nó lúc nào size nó cũng nhỏ thôi. Size chiếc này là size 27 nha cả nhà. Size 27 của nó là càng cũng là 35. Đây, độ dày của nó là 7 mm nha cả nhà. Chứ là tăng La Mã của Nhật, da băng nữa nha. Kim cọc số La Mã. Đây, mọi tổng thể thì nước vàng cũng ok lắm, đẹp nha cả nhà. Chỉ có mặt sau nè nó bị sủi chỗ này thôi, lâu ngày thì bị sủi thôi, nhưng còn ok. Nên chiếc mà em bán rẻ cho cả nhà thôi nè, bay metal benzen made in Japan nha, chuẩn Nhật như cả nhà. Đây đều rất đẹp lịch sự luôn. Tay này anh em nào có cục xương em hay đeo chỗ này, nhưng em cục xương thì em đeo cái dòng tăng to hơn tại vì để chia cục xương á. Còn ở nhà tay tròn thì đeo mấy chiếc tăng này rất là đẹp nha. Đây này. Này, tăng rất đẹp, tăng La Mã thì nó quá rồi, nước vàng cũng ok. Rồi size em đã đo size cho cả nhà rồi, size 27 nha cả nhà. Rồi chiếc này em để cho nhầm là rẻ thôi, 400.000 nha, cho một chiếc tăng Nhật mẹ T1 nha cả nhà. Đem ok, mặt trước không sao, chỉ cái mặt sau tới sủi thôi. Rồi rồi tiếp theo em lên một chiếc Seiko nha. Chiếc này thì những chiếc này là nước vàng đẹp hết cả nhà. Tăng Seiko đây, em tính để lâu để đặt mớ dây xịn cho cả nhà, nhưng mà thôi để dây này thì cũng không có thời gian để đặt dây á, nên dây ok, dây thường vẫn đeo ok. Cả nhà thích mình có thể về mua thêm dây nha để tăng độ đẹp của nó. Đây, nước vàng của nó, nước vàng thiệt hết nha nha. Còn ok hết, không rổ riết gì hết. Còn sức dâm là không tránh khỏi. Đồ đẹp của nó nè. Seiko nha. Seiko núi nè. Đây, thông số phía sau của nó nha. SGB là thông số bọc vàng nha. Bọc vàng SGB nè. Steel to bass nè. Bass có nghĩa là stainless steel, có nghĩa là thép không rỉ như cái nha. Bát là có nghĩa là ở trên là bằng vàng mẹ bột vàng nè. Bát là chỉ riêng cái nắp thôi, tất cả hè tìm hiểu về nó là riêng cái nắp thôi. Chạy máy, bộ máy của nó là 6431 nha, của Seiko, giờ băng D nè. Đây thông số của nó đầy đủ, dây thì size 18 nè. Đây còn ok hết cả nhà. Nó trước dâm không tránh sỏi mà chiếc này đẹp lắm cả nhà.
chiếc này em có chụp hình, chiếc này có lên được trước rồi. Đây, tăng đều rất là sự. Nước vàng đẹp. Những chiếc xấu là em mua về em dính mấy chiếc dòng này, dính mấy dòng xấu lắm. Rồi. Đẹp em mang lại bán cho anh em thôi. Rồi, đang đẹp như thế nha. Chiếc này có size mặt là size, em quên đo chứ, size mặt của nó là size 27 luôn. Để số tăng là 27. Độ dày của nó là dày 6 ly nha. 6 ly. Càng của nó là 30 36. Càng 36, size 27. Đa số tăng thường là 25, tăng Tailleur cái nhà biết nổi tiếng thế giới là Thụy Sĩ rồi thì nó chỉ có 24 thôi. Chút rất là nhỏ, nhỏ hơn những chiếc tăng của Seiko này luôn. Nhưng mà rất là mắc. Tăng Tailleur thì cái nhà mắc rồi. Chiếc này size 27, độ dày thì 6 ly. Ngang thì nó 36, càng nó là 36. Nước vàng rất là đẹp, bọc vàng như thế này, vàng thiệt hết. Ngày xưa thì nó bọc vàng thiệt hết, bây giờ là thì công nghệ BVD rồi nhiều rồi, nó không bọc vàng thiệt ngày xưa nữa. Rồi, rất đẹp lịch sự. Rồi, em cố gắng quay kỹ cho cả nhà. Chiếc này đẹp nha. Chiếc này em để cho mình là 650 nha, mã T2 nha. 650 ngàn mã T2. Cho em Seiko. Cả nhà thích chiếc nào chụp hình Zalo gửi cho em nha. Rồi cái này rớt ra. Để tí em gắn lại. Rồi tiếp theo em lấy một chiếc Seiko nữa. Form này là form vuông hơn, không có hình bầu hai tầng. Này là form trơn, Seiko Spirit. Đây dơ thôi, để em lau. Trước khi lên thì tay thì em lên đo size trước cái nhà. Chiếc này thì size sẽ nhỏ hơn, size này size 25 thôi nha. Rất là đẹp, size 25. Càng của nó là càng size 25. Càng của nó là càng 34. Giày của nó là giày 60 mm luôn nha. Đây em lên lên cái nhà. Spirit kim cọc số 1 mạ vàng nha. Rất đẹp luôn, Spirit dòng cũng cao cấp của Seiko nè. Đeo lên tay rất đẹp nhé. Em tay cục xương thì em đeo trên đây nó xấu, đeo này tròn cho nhìn thấy độ đẹp của nó. Rất đẹp nha, đơn giản thôi. Dòng mạ vàng thì nó quá sang trọng, bọc vàng thì nó sang trọng rồi. Đây cho nhà coi cọc số mạ vàng rất đẹp nha, Spirit. Đây, nước vàng này, không bong chóc như thế này. Chày thì có chày dâm nhưng mà nó không bong chóc như thế này. Đây cái nhà coi kỹ nước vàng nữa. Đây thì dơ thôi, thông số cho nghe xem. Đây bay metal bọc vàng đó. Chạy bộ máy là 7N01 nha. Cơ này có phi thông số kháng nước nè. Những chiếc không kháng nước thì thường 3 ATM. Nói chung là mấy dòng này em không có bao nước như cái nhà. Nhà đeo nước thì cái nhà này hoặc là tìm làm nước thêm. Còn tất cả ring của nó hết. Bay metal. Chạy bay 7N01. Núm nè. Độ vàng rất đẹp. Dây thì dây thay thôi. Dây ok bình thường, sao đi ok hết. Vàng đẹp như cái gì. Đó. Rồi, chiếc này em để cho mình là 650 luôn như cái gì. Mẹ T3 650. Để em quay nhanh một xíu. Đây, 650, mẹ T3. Rồi tiếp theo em lên một chiếc này rất đẹp nha, đúng chuẩn tăng luôn. Tăng là cái nhà diễn tả là nó y như một chiếc xe tăng á, thì nó sẽ vuông vắn, đây là form đúng chuẩn tăng này. Citizen kim cọc số bạc vàng, vỏ đá như cái nhà. Dây thì dây của Nhật luôn,
cái khói này rất đẹp. Em chưa tìm hiểu khói của nó hãng nào, khói đẹp luôn. Dây thì nó hơi cứng, dây rin, dây xịn của nó mà nó cứng, đeo nó hơi cứng nhưng đeo cô ok hết nha. Dây mới ok, dây của hãng luôn nè, Germany của Đức luôn, dây của Đức luôn. Chiếc này là vỏ đá nha, vỏ đá thì cả nhà biết rồi, sang rất là sang mà đeo hoài không có chảy xước nha. Vỏ đá kịp cọc số mạ vàng nè, núm đá luôn, đính đá nè, CDG, kính sapphire, đặc biệt có một chiếc này kính sapphire cho nha, kính sapphire form chuẩn tăng. Đây thông số với nó nè, UHEG có nghĩa là đá nha nha. Đây CDG đây, da băng, vỏ đá thì nó không chỉ xước rồi, kính sapphire nữa thì đeo siêu bền luôn, nhà đeo cả đời cũng không hỏng, hư vỏ cũ nó không làm cũ nó được. Núm đính đá nè, hộp đá nè, rất đẹp luôn. Chiếc này ở nhà về kiếm một sợi dây thiệt đẹp nó bỏ vô là đúng sang luôn, tại vì có thời gian dây á, size cũng là size 26 năm và 27, cả núm là 30, bộ dây vẫn là 5,5 ly nha cả nhà. Bộ dây của mấy thằng này mà mỏng nhất là chỉ có 4 ly, đa số là 5,5, 6 ly, 7 ly. Size cũng là size, càng cũng là 34 nha, 34. Size 34, càng nó 34, size 26 năm. 26 năm gần 27 nè. Vỏ đá mà kính sapphire thì đi với nhau rồi, siêu bền rồi. Đây em đeo cho cả nhà xem. Rất sang nha, mỏng là rất đẹp luôn. Rồi vỏ đá như cái nhà. Rồi chiếc này em để cho mình là 1 triệu nha, mã T4 1 triệu. Vỏ đá kính sapphire, máy thì máy nó toàn 7G đồ đúng không? Máy đẹp lắm, mấy thằng CGN máy đẹp, CGN Synco máy cũng đẹp. Rồi 1 triệu nha cái nhà, để nhà 1 triệu, Citizen, vỏ đá, kính sapphire. Rồi tiếp theo em lên một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ nha, đến Thụy Sĩ. Nếu có nhà chơi đồng hồ cổ sẽ biết cái thương hiệu này rồi, Titoni nha, có hình biểu tượng bông hoa nè, Titoni 5 cánh nè, là Titoni. Chiếc này mạ niền mạ vàng nè, niền bọc vàng nè, núm đá nè, dây khó rin của nó luôn nha các nhà. Chiếc này là quá đẹp luôn, Thụy Sĩ, chuẩn Thụy Sĩ luôn. Thương hiệu này quá nổi tiếng của Thụy Sĩ rồi, Swiss Made nè. Cái nhà chơi đồ cổ sẽ biết cái dòng này, đa số là cơ, pin cũng ít lắm. Nhưng mà những dòng chức tăng này nè, còn đẹp như này cũng ít nè. Nước bột vàng đẹp hết, còn tem Titoni ánh 7 màu luôn nè, Swiss Made nè. Dây khó Titoni nè nha. Chiếc này có này nhau như ít xài nữa nha, chỉ có là đó, nó nước dầu lên nè, nó loang cái chỗ phần giữa nè, chung là dấu vết thời gian á, còn đâu là đẹp nữa nha. Một đặc biệt có lịch nữa, một cái lịch gốc 13 giờ nè, Swiss Made. Đây nó có cứng chút xíu góc này nè, rồi là chày dâm á, cứng góc cái này thôi, còn đâu đẹp nữa nha. Để tôi nên tới ngày hôm nay là quá đẹp rồi, Titoni thương hiệu Thụy Sĩ, mỏng nữa. Chiếc này size mặt nó là size 27, cái núm là 329, độ dày coi, dày con này là dày con, dày có 5 ly thôi nha cả nhà, dày 5 ly nè, độ dày mỏng nhất là 4 ly, cái này 5 ly, nó gần như là mỏng nhất rồi, mỏng là do cái nắp này nè, nếu mà nó không có nắp như cả nhà nhìn nghiêng qua thì nó sẽ ăn gian được cái này đó, thì nó sẽ nhỏ mỏng đó. Size cũng là size 27 nha. Size 27 càng nó là càng 30, gần 33, 32, 325. Titoni, dây khó của nó rin luôn. Dây rất đẹp, dây của Nhật mỏng. Size 27 luôn nữa nha. Càng 33, Titoni, rất sang trọng luôn. Xước dâm thì không tránh khỏi, nhưng mà không bong chóc nữa nha.
Tuy Thụy Sĩ, mùa của lịch cấp B giờ. Rồi chiếc này em để cho mình là 1.400.000 nha, mã T5 1.400.000 cho em Thụy Sĩ Tony. Kính nó là kính khoáng thôi, Swiss made nè, Thụy Sĩ quá đỉnh, mã T5 nha, 1.400.000 Tony. Tiếp đến em lên một dòng Seiko cũng khá hiếm hoi, được bạc vàng kim rốn. Chiếc này em quên thay pin, bữa hết pin lấy em sẽ thay pin cho nhà nha. Chiếc này thì nó không được nấm, với lại nói chung là tương đối sẽ không được mới tinh lắm, đặc biệt nó là kim rốn nha, hiếm, dòng là kim có số học trò kim rốn, kim rốn đây. Đây là gọi là kim rúng nha, nó có vàng còn cũng ok lắm, nó có đó, cái nhà hình thức cả nhà nhìn nè, khá ổn, nấm thì hơi mòn rồi, cái nhà nếu thích thì em thay nấm, còn này nấm rinh nó để đeo cũng ok. Phiên bản này là hiếm hoi, mới, chiếc này phải bán phải 1.000.000. Nắp này đầy ngược nữa, đây Seiko đây, bay metal. Bay là dòng mẹ vàng thiệt hết nha, dây thì dây thường thôi, dây thay ra size của nó là size 26, cái nấm là 20, con này thì 25 năm, đúng rồi, kỹ lắm, 25, cái nấm là 26, càng của nó là càng 35, độ dày của nó là dày 7 ly. Tại dòng là dòng kim rốn, nó sẽ có độ dày khác hơn mấy những chiếc khác. Còn chiếc cái form này rất đẹp, đọc kim rốn, tăng kim rốn. Đây, em lên đi cả nhà. Dòng là dòng hiếm hoi, mấy dòng kia thì cái dòng kim rốn là cũng hiếm hoi, không có nhiều. Rồi chiếc này em để cho mình là 850.000 nha các nhà. Rưỡi ngàn mã T7 nha các nhà. Rồi. Rồi tiếp theo em lên một chiếc đồng hồ Mikado nha, thương hiệu nội địa của Nhật luôn, của Nhật nha, dòng này dòng xưa, dòng nó là đúng vuông, này tăng vuông, dây thì thay dây mới rồi, thay dây khóa mới nha. Chiếc này là vàng mẹ vàng kết hợp với lại đá hay gì xe cừ nè, nó đính vô đây, nó dát vô bốn cạnh của dòng vòng này. Chiếc này thì rất đẹp rồi, có mũ của lịch luôn, một cái lịch có 3 giờ quẹt Mikado, mặt két nữa nha, mặt két nữa nè, nó có hoa văn hai lòng hoa văn, thiên cọc số mẹ vàng. Chiếc này rất đẹp nha, đây còn tem siêu sâu luôn, bát nè, da băng này. Chiếc này rất mới nha, sức dâm thì không tránh khỏi, còn form nó đẹp nữa nha. Cái này xe mặt là size 28, độ dày của nó là 60 ly, size 28 nha, size 28, chiều này cũng 28 luôn, mà càng của nó là càng 34, 28 nhân 28 càng 34, size 28 nha các nhà, càng 34, máy Nhật, đồng hồ nội địa Nhật luôn á, form rất đẹp, nó kết hợp giữa vàng và khảm xe cừ vậy nè, khảm sát luôn coi nha, khảm luôn nha,
kẽm xà cừ đen, đế hay xà cừ vậy không rõ nhưng mà rất đẹp luôn, hồng đều rất đẹp nha. Không biết cả nhà coi nhìn rõ không, rồi nước vàng không có bong chóc nữa nha, sức dâm thì có, còn rất đẹp luôn, chiếc này khá đẹp, kính không chảy xước, size 28 x 28 x 34, dày 6 ly, dày 6 ly rưỡi. Rồi chiếc này em để cho mình là 870 ngàn nha, mã T6 870 ngàn, mã T6. Rồi tiếp theo em lên một chiếc cũng Nhật luôn đó nha. Đây cũng Nhật, chiếc này thì khá là đẹp. Đó, điểm nhấn của nó là đó, càng có sọc nè, số sọc nè, ba ngọn nến nè, có một viên đá nè, chưa xác định đá chi, chưa xác định đá kim cương hay là đá gì, da băng nữa nha, nè, kết hợp giữa như là mạ vàng trắng và vàng nha. Form này thì đẹp, form này to hơn xíu thì đẹp luôn á, form này form vừa thôi, size của nó là size có 23 năm, càng 23 năm, form chuẩn tăng luôn, 23 năm, dài của nó là 34, càng của nó là 34, 23 năm, cái nấm là chiếc nữa 23 năm, cái nấm là 26, độ dày của nó là dày 60 ly, dây khóa thì vẫn là dây khóa mới thôi. Thực ra mấy cái dòng này Nhật thì dây nó là dây như cái dây con Titoni nè, kiểu đó, khó nó cũng khó này luôn, khó thường, nó mới khắc logo gì đó, Lachit Nhật, kim cờ mặt đen, kim cố một kim đá góc 12 giờ, núm có đính đá nè, thông số phía sau nữa nè, Lachit da băng, đó, thông số của nó nha, đầy đủ, độ mới còn đẹp, độ mới còn khá cao. Đây. Anh em này có mấy cái cổ tay nhỏ, tròn tròn đeo nhỏ nhỏ, đeo rất là đẹp luôn, sang luôn. Đặt thêm bộ dây thì đeo nhức nách luôn cái mẫu này. Rồi chiếc này em định với mình là 650 ngàn luôn nha, mẹ T8 650 ngàn, mẹ T8. Rồi tiếp theo em lên một chiếc thương hiệu nội địa Nhật luôn nha, Genesi. Chiếc này là chiếc hai máy nhưng mà nó thiết kế lại lắm, cái này thiếu hai cái đĩa, xem sẽ gắn vô cái đĩa cho cái nhà trước khi giao cho cái nhà. Đây giữa kết hợp màu trắng và niền vàng luôn, cái này thay vì những cái đồng hồ khác là hai máy mà cái này thiết kế là hai máy hai pin luôn cho cái nhà, nhưng mà bộ máy dưới đây chỉ là dùng kim dây thôi, cho nên là nếu cái này hết pin này vẫn hai đồng hồ này vẫn chạy nha, cái đồng hồ này vẫn chạy, cái dây này dạng như dây làm cho vui, nó chạy cho dây để cái nhà cho vui thôi. Có thể là nó có cho làm chủ gắn kim mà em hiểu sao nó làm chỉ làm đồng hồ dây thôi, kim dây thôi, chạy thôi. Nó là hai máy nha. Đồng hồ hai máy, đây logo của nó. Finan Vision gì nè. Chiếc này em chưa tìm hiểu của nước nào nhưng là của Nhật luôn rồi các em. Thương hiệu gì? Dây riêng của nó nè, Genesi. Chiếc này mấy form hai máy thì mấy form ngày xưa thì nó sẽ dài, size của nó size 20 thôi mà dài tận là dài 41 nha, dài 41, 20, 41 và dày của nó là dày 60 ly, 20, 41, dày 60 ly, dày rin, dày còn đẹp luôn nha, thiếu hai đĩa em sẽ đưa cho cái nhà đĩa.
đây cây này nào bạn to thì đều chiếc này. Ok hết sức dâm thôi nha, cái này ở ngoài rồi nhìn còn đẹp hơn ấy. Tại nhiên là video nó bị chói chói sao á, bên này chói chói sao. Rồi chiếc này em để như mình 650 luôn nha, mẹ T9 nha. Rồi rồi hôm nay em lên 9 chiếc nha nha, 9 chiếc đồng hồ tăng theo nhu cầu như anh em hay hỏi em cũng chưa có thời gian lên á, tại vì em ấp ủ là em muốn đặt dây nha, lên luôn nha. Dây này đi cũng ok, nhà mình thích dây thì mình về mình mua thêm dây gắn vô nha, đẹp hơn cho đồng hồ đẹp hơn. Rồi hôm nay em lên như đây, hẹn cái nhà video xong nha. Cái nhà thích chiếc nào có chụp hình Zalo cho em, hoặc đọc mã Zalo cho em nha. Rồi ba cái nhà, hẹn cái nhà video xong.